Xin chào các bạn. Xin giới thiệu tới các bạn loạt video về loại khai cuộc phản cung mã chuyên tập thực chiến của các danh thủ đương đại. Thế trận phản cung mã hay còn gọi là phản công mã hoặc bình phong giáp mã. Đây là một loại thế trận phòng thủ nhưng ngầm định phản công cũng rất mạnh giống như thế trận bình phong mã. Trong video này giới thiệu tới các bạn 7 ván đấu thực chiến của hai danh thủ Liễu Đại Hoa và Hồ Vinh Hoa. Người cầm quân đỏ giành quyền đi trước trong loạt video này là danh thủ Liễu Đại Hoa và người cầm quân đen đi sau là danh thủ Hồ Vinh Hoa. Hai bên sử dụng khai cuộc trung pháo đối phản cung mã. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.